mình sẽ chọn bài gì, bây giờ bài gì mà cả ba mình. Anh em xin ví dụ cái này. Đúng không? Bây giờ phải có cái gì, phải có ví dụ. Nhưng bây giờ mình phải chọn một cái bài. Bây giờ mình tất sẽ chọn một cái bài đã. Cố định thôi. Mình sẽ chọn một cái bài cố định, mình sẽ chia ra từng câu với nhau. Cuối cái câu đó sẽ có từ nha. Sẽ phải có từ nha. Thôi bùi yêu làm sao mà dễ. Trời ơi, hát líu lưỡi đấy. Bây giờ sẽ bắt đầu bằng Otis, bằng cái chuyện là Otis sẽ chọn bài hát luôn. Sẽ chọn bài hát để ba thành viên này hát. Rồi. Chọn bài gì mà cả. Mình sẽ hát hết bài, nếu như mà vẫn chưa có ai thua thì mình sẽ bắt đầu tiếp theo nữa. Sẽ chọn như vậy. Bài gì mà cả ba. Cuối câu sẽ có từ nha nhá. Bây giờ thử cho bây giờ ai. Tìm nỗi nhớ. Nha. Phải hợp lý. Đúng mà hợp lý mà. Ừ, nhưng mà phải thêm hợp lý. Như vậy là được rồi, chỉ có từ nha ở cuối cùng, bạn thấy như vậy là ok rồi. Đó, chỉ cần có từ nha. Rồi. Tìm nỗi nhớ nha. Nhớ lắm cái ờ sai, sai bét. Không biết rồi, nhưng mà em tưởng phải. Không, em tưởng là mình chỉ cần hát những cái câu không ở trong đấy là chị à, mình phải hát liền bài chứ. Chính xác một bài luôn. Nha, phải lưu ý là cuối câu phải có từ nha. Chị đừng chen gian thế chị à. Nỗi nhớ nha. Anh tìm quá khứ. Đó. À, chính xác như vậy đó. Em vẽ đường cho chị rồi. Rồi ok, em chọn một bài là khác mình đi. Sẽ hát liên tiếp nha, không dừng lại nha. Ok, bây giờ nha. Rồi, ông Tết sẽ chọn đầu tiên. Tất cả đều thuộc nhá. Cái gì à? Không hát bài gì luôn á ta. Anh nắng của anh đi. À, ok, mình phải làm khó hai thành viên còn lại mình mới thắng được. Bao lâu nay nha. Bài đây là bài gì đó? Bài gì bắt đầu? Anh nắng của anh, sao vừa bảo. À vừa đúng rồi, chị quên. Nào lại. Sao cái trò chơi này em thấy hơi khó anh à? Có câu nào không anh vẫn thấy rằng nó khá là dễ đó. Bây giờ mình không, chọn bây giờ bài. Như này bây giờ cần lắm đấy đi. Không, cả bốn mình phải hát đi được không? Cả bốn mình đi được không? Anh nghĩ rằng là ba thành viên nó sẽ hợp lý hơn đó. Bây giờ không, thôi bây giờ cho không một cần bài đàn. Bây giờ mình làm dễ với hai thành viên của chúng ta thì bây giờ mình khỏi cái đàn luôn. Okay, mình hát chay đi. Bây giờ bắt đầu bằng ca khúc rất quen thuộc cần lắm đấy trước được không? Ok. Rồi cần lắm đấy trước nha. Để thôi, em khởi động rồi. Rồi sẵn sàng chưa? Lưu ý là chúng ta sẽ hát nói liên tục với nhau nha. Rồi. Cần lắm đấy nha. Một bài. Sao em mắc cười? Những đêm dài. Anh ơi, nếu như cần lắm đấy nha. Một ngày thành thơi nha. Anh có sao đâu. Ba giây nha, bây giờ lưu ý ba giây nữa là hát liên tiếp nha. Cửa đầu em khóc nha. Giờ anh đang nơi đâu có nhớ. Ủa? Em không. Ủa, không phải một câu còn em đang nha, nơi đây nha. Có sai được. Rồi, hát sai. À, là vậy còn hả? Em đang trông mong với nỗi tương tư cơ mà. Bây giờ mình sẽ xé nhám một em nữa. Tự nhiên thêm đi nha, bảo quên hết cả đời. Chương trình ơi, em bị rối quá. Trời ơi. Đó là cái lý do mà anh đã phải bắt đầu cái trò chơi ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình có cái gì dễ hơn à, hay là có bài khác không? Nó bị hack não ấy. Có gì trợ giúp người thân không? Không, bây giờ ở chương trình thì thường sẽ có hai cái thử thách dành cho các bạn. Một là sẽ một cái thử thách ngẫu nhiên mà chương trình đặt ra. Hai là gọi điện thoại cho người yêu cũ. Đó, các bạn chọn thế nào? Nhưng mà đây không các bạn có quyền chọn trong vòng 3 giây. Một. Anh ơi, nhưng mà cái này là đâu phải chương trình của em. Hai. Nhưng mà bạn em đã được mời đến chương trình này rồi, Otis à. Nhưng mà gọi cho người yêu cũ thì có phải nói cái gì không anh? Có chứ. Thôi mình hát cái này đi. Ừ. Mình hát cái này đi nào. Chúng ta phải quay lại cho cái thử thách này. Rồi bây giờ anh cho các bạn chuẩn bị một bài hát nào đó mà mình thật sự thuộc okay. Kể cả có thuộc nhưng mà thế từ nhà mà nó không. Thế thì bây giờ anh nói luôn là ví dụ ai thua ai sai thì sao? Ai sai thì anh nghĩ rằng là phải có một cái bản cover gì đó vui, một cái phần phạt hát đơn một mình thôi sẽ vui nha. Hoặc là bây giờ anh sẽ để cái phần phạt này dành cho tất cả quý vị khán giả có thể bình luận vào đây. Okay. Nên là anh cũng chưa biết phạt gì, nhưng anh nghĩ rằng là nếu như mọi người thua thì có lẽ là nó cũng không dễ dàng gì mấy đâu. Hả? Otis bắt đầu trước Otis nhá. Sẵn sàng chưa? Mình chọn cái cũng đi. Hát câu xong rồi để từ nha vô gì muốn như là lúc nào. Rồi. Tìm một bài gì thuộc nhất đi, dễ nhất đi. Cho lên ba đi. Không. Mình bắt đầu cháu lên ba trước. Cháu lên ba đi. Chị bắt đầu trước cái gì? Rồi, ok. Cháu lên ba nha. Cháu đi mẫu giao nha.
Cô thương cháu thì cháu không khóc nhiều nha. Không khóc nhé thì mẹ trồng cây trai nha. Vô vào nhà máy ông bà vui cây cây nha. La 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 nha. Đó rồi. La 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 nha. La 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 nha. Không hợp luôn. Có hợp. Rồi bây giờ mình là nha. Bây giờ thì tại vì hợp không hợp thì nó cũng hơi khó đúng không? Không biết. Bây giờ chỉ cần thêm từ nha vô là đã đủ khó rồi. Bây giờ mình coi như là mình đã thử. À, với đầu tiên với bài cháu lên ba. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp lên một chút xíu đi, một ca khúc gì đó quen thuộc. Con thằng lăn con. Em có thể tìm một bài nào đó mà. Đây có bài này nè. Chị ông no 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 nha. Chị bay đi đâu nha. Chú gà trong mây gai nha. Ông mặc trời thức dậy và trên những cành hoa nha. Em đã thấy chị bay nha. Bé ngoan của chị ơi nha. Hôm nay trời nắng tươi nha. Chị bay đi tìm nhị nha. Nhà là sao? Nhà là một con nuôi đời nha. Chị ơn chị cháu nó mỗi chúng ta đã tìm được người thua. Đã tìm được người thua. Không thể nghĩ được là ông Tích có thể hát nhầm vào cái đoạn đó luôn á. Đó, bởi vì là cho thêm cái từ nhà là nên là rất ác nào. Rồi. Bây giờ thì coi như là Otis đã thua trong cái phần này bây giờ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.